Mình biết rồi, nhưng mà ý là đang nói là chờ một tí để giải quyết cái trường hợp này đã thì mình mới vào. Thôi mời anh ra ngoài. Quay đi. Anh làm nhiệm vụ. Thôi mời anh ra ngoài. Còn nếu mà anh vẫn còn đứng đây thì không gặp hết tất cả ở chỗ này. Thôi mời anh ra ngoài. Giấy tờ tôi có đầy đủ. Thôi mời anh ra ngoài. Anh không có phiếu công tác. Tôi mời anh ra ngoài. Anh cũng làm sai. Tôi mời anh ra ngoài. Đúng không? Tôi mời anh ra ngoài. Tôi mời anh ra ngoài. Gọi ai đây? Gọi ai đây? Tôi mời anh ra ngoài. À, gọi anh ra bắt thằng này. Anh phải vào đi. Anh đi vào đi. Anh làm nhiệm vụ. Tôi mời anh ra ngoài. Tất cả dân chúng ở đây cho quay. Tôi mời anh ra ngoài. Anh làm như anh không có. Tôi mời anh ra ngoài. Tôi mời anh ra ngoài. Tôi mời anh ra ngoài. Anh đang chờ để anh đi vào nhà. Mình đi vòng giúp em đường này vào trong chợ đưa cho cái chị đang ngồi ở trong chợ.